mình cũng nói với các bạn là sau cái vòng khởi động là mình anh em cùng nhau biết là cũng có cơ hội rồi, nhưng mà mấy cái kiểu như là cái cách thua vẫn buồn quá, kiểu như thất vọng quá. Thiên Anh hiện không đó mà là vấn đề. Bộ ngày nay khất tung lên, bắt đầu cho bị lầm cái cầu hôn gió này khá thành công. Cú ôm từ Valet, anh sử dụng cuồng thú quyền nhiều nhất có thể cho ra phải nằm xuống. Đây là hất tung được hai người, dựa trên chân cuối đó là Cơ Katia và Kaisa vẫn đang được bắn. Kaisa đã phải bỏ chạy, tại vì chính Cơ Katia tiếp theo mà ta nằm rồi. Bay là người được chọn tiếp theo để thể tìm được thêm bạn cùng dành cho giúp bạn thân của mình. Sader bắn quá đơn độc, 22 năm, 23 năm. Double kill Jari trong tay của Chovy và Genji, họ là đội thắng ở trong cặp trận đấu này. Đã bị bào đi từ Natic, họ muốn endgame, móc vào người của Kia, anh ta có dùng mở đường để lùi về, nhưng hiện tại Slayer không thể nào quậy được quá nhiều, bắt buộc phải dùng chiêu cuối và ta thoát đi được khỏi tầm tấn công. Tuy nhiên Kia đang bị tấn công và Kia không bơi được quá lâu. Chào mọi người, thì hôm nay là một ngày trước trận đánh với lại Team Liquid. Thì tụi mình đang được anh Niu và anh TK dẫn đến mình không biết kêu là cái gì, nhưng mà chắc là cái cung điện của Hàn Quốc. Tại vì thấy mọi người mặc hanbok rất là nhiều. Mình sẽ đi chơi một xíu xong rồi tụi mình sẽ về luyện tập và chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay mình sẽ có một buổi đi, đây là cung điện của vua ở Hàn Quốc nhá. Thì để nhắc mọi người nhớ lại là cái mà mình vẫn học bình thường thường xuyên ấy, là cái King State, làm nào để một vị vua tự tin được trao quyền á, và hay là một đứa trẻ, anh em có nhớ cái đó không? Đó. Thì làm nào để trong cái buổi ngày hôm nay khi mà mình đi ra khỏi đây, đúng, mình như kiểu King, King, không phải là một đứa trẻ ha. Thì vào sẽ có một buổi tham quan ở đây. Kênh những ai nhờ mình là là gì? Đi. Là... bên mình bên phía ban lãnh đạo luôn bảo bọn em làm cái thiền với cái chakra, 7 chakra này không? Tim và cái nhịp thở của bọn em, và có các cái tần số nó tạo ra các cái lên cái sóng não của bọn em, và nó giúp cho bọn em khi thi đấu, khi bọn em suy nghĩ nó sẽ có một cái sự clear, nó rõ ràng hơn. And the noise, the sound that you're making, that has no meaning.
It's just a vibration to regulate your nervous system. Thì cái việc mà bọn em có thể nói ra mấy cái tiếng và các cái tần số đấy nó sẽ tác động vào cái hệ nervous system, là cái hệ hệ thần kinh của mình. Also begin to put brain monitors and they so you have brain cells, neurons in your brain, also in your heart, also in your stomach. When you can quiet your monkey brain, because we all have a monkey brain that... Lizard brain. Don't know that one. Or lizard brain. Well, the monkey brain is a little different than the lizard brain. Mm. The lizard brain is the fight or flight. Yeah, yeah. The monkey brain is the one that's always wanting to be significant and is envious of others and is worried about what I can have. It's greedy and it wants to be the center of attention. That's the monkey mind. So this is about us being able to come together as a unit, physically, biologically, through breathing, through meditation, so that we can start to feel what the other person is feeling. When my heart rate moves at the same speed as Izumin, and my breathing is breathing the same as Izumin, and I'm making the same sound, I actually can experience what he's experiencing. We become one, not separate. Nghĩa là khi mà mình đưa ra được những cái góc nhìn của mình thì mình sẽ không có phán xét và mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng để có thể đưa ra được cái góc nhìn đó, chứ không phải là mình sẽ giữ ở trong lòng mình một cái sự tiêu cực khi mà mình nói ra những cái điều đó. Rồi một cái anh cũng muốn nhắc lại là mọi người phải nhìn thấy hiện tại mình đang ở đâu. Right? Nếu mình quay lại đầu năm. Hiện tại thì em cũng chỉ là một người bị thôi, nhưng mà kiểu em nghĩ là từ đầu mùa tới từ mà lúc mà em mới vào team tới giờ thì em nghĩ là em được đồng hành với mọi người, kiểu những người mà số 1 cần vị trí ở thời điểm hiện tại của Việt Nam thì kiểu em cảm thấy rất là vui. Và khi mình không khí không thoải mái thì mình giao tiếp thì nó sẽ bị ngượng nhiều thứ. Nhiều lúc mình muốn nói này nhưng mà mình suy nghĩ lại nó sẽ khác. Thì mình nghĩ thì anh em cứ cố gắng thoải mái cho trận ngày mai thôi. Thì mình nghĩ thì mình biết khả năng mình đi tới đâu thì mình nghĩ mình cứ tự tin bản thân mình với lại tự tin cho cái đồng đội của mình thôi. Cố gắng cho trận ngày mai. Nice. Thank you, Kathy. Good morning, em. Thank you for sharing today. cái đoạn anh Tây kêu nói là mình đại diện cho team quay lại cho mình sẽ thôi, thì em chỉ muốn nhắc lại mọi người thôi. Nói chung là mình ở đây thì kiểu mình nên thi đấu tốt cho vì bản thân mình, vì cái đội thôi. Còn mình đừng có đặt cái áp lực là phải đại cho một cái team quay hay là team set nữa. Mình làm tốt cho mình và tốt cho mọi người xung quanh mình, tại đồng đội của mình, thì em nghĩ là mình nên gỡ bỏ cái áp lực đó ra để mình thi đấu cho nó tốt. Còn nếu mà mình suy nghĩ là mình thi đấu không tốt thì mình sẽ ảnh hưởng tới khu vực VCS hay là như nào đó, mình nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều và suy nghĩ cho đồng đội mình nhiều, thì mình nghĩ là nó sẽ cỡ bỏ cái áp lực mình ra nhiều hơn. Chứ mình đừng có bị áp lực là mình phải vì một ai hết đó. Bản thân mình tốt thì sẽ, cái đội nó sẽ tốt hơn. Thì mình nghĩ kia nó sẽ tự nhiên có. Thì mình nghĩ có, mình suy nghĩ điều trước mắt thôi, chứ đừng suy nghĩ sai số. So for my birthday, if you guys will give me the greatest birthday present, which would be winning, that's what I want from you. Yeah. Then TK and I are gonna buy everybody World's jackets. Yeah. Oh. And I've got 50 million dong that I'm gonna give out to the players that win tomorrow. The next day you guys can go on a shopping spree. Oh. Yes, sir. Nếu ngày mai bọn em thắng thì bọn em đã tặng cho anh Randy. anh Randy sẽ tặng cho bọn em. Anh Randy sẽ tặng mấy cái áo này. Mấy cái áo này cho bọn em. Team. Và ngoài ra anh Randy sẽ đưa 50 triệu cho cả team. 50 million, right? 50. Damn. Not each. 50 total. 50 là tổng nhá, không phải là mỗi người nhá. Là tổng cho cả team để đi shopping mấy cái đồ ở Hàn Quốc. Yeah.
So now, can we do it one more time? We say Randy, eh? Happy birthday, Randy. Muốn hai ba game. Happy birthday, Randy. Muốn hai ba game. Và giờ em không thì cùng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chỉnh tim mình mà làm gì. Bro, it's so heavy, bro. Huh? Và giờ em nói thì cũng chẳng để được gì. Welcome to Worlds! Nhau. Ray. À, không có ego. Hả? Không có ego. Chả không có ego. Còn tan nhà nèo. Ừ, vậy là đúng rồi. Sự đoàn kết. Sự đoàn kết. Play cool. Team là gì? Cùng nhau tiến lên. Cùng nhau tiến lên. Palette. Cùng nhau chiến thắng. Cùng nhau chiến thắng. Zin. Đồng lòng. Hát lòng. Đồng lòng. Đồng lòng. What is team in one word? Unity. Unity. Together. Captain. Team là chúng ta, là we. Yeah. Yes, we. 10K. Cùng một mục tiêu. Cùng một mục tiêu. Izumin. Win. Chiến thắng. Slater. Yeah. Tập trung. Tập trung. Mục đích chung. Mục đích chung. Yeah. Yeah. Let's go. We have a mục đích. Mục đích. Let's go. Mục đích. Mục đích chứ. Mục đích. Mục đích chung lắc đích. Vẫn nhẹ này. Anh xin của anh TK ngày bao nhiêu? Đừng có trễ ở đây, đừng có trễ ở đây. Anh xin của anh TK ngày bao nhiêu? Là ngày hôm nay. Tại vì sao? Hôm nay là quan trọng, thắng là như là sinh nhật của anh TK. Tặng Kéo thế. Đỉnh gì đâu. Sinh nhật anh ra đi ngày bao nhiêu? Đây 23 tháng 10. Hôm nay tặng gì đây? Tặng cho anh đi cái gì nè? Tặng cho anh đi cái chiến thắng này. Hôm nay tặng cho anh đi một con kỳ lân. Có con bên Liên Quỳnh làm cái gì? Con ngựa. Con ngựa ngựa. Nhân. Hôm nay là một team, một tập thể. Không phải cá nhân ai. Cho nên thi đấu có mắc sai lầm thì động viên nhau, nói nhiều nhau, không được im lặng. Để mới là tập thể. We, not me. Đang ngầu mà thì cười hả? Đang ngầu hả? Nhắn nhủ thế gì đến đồng đội không nào? Tập trung. Tập trung là được. Tập trung là win. Tập trung mới nói nha. Let. Tập trung đừng im. Nhắn nhủ gì đến đồng đội nào? Hãy hít thở cùng nhau. Cho team đập cùng một nhịp. Lấy năng lượng của ai đây? Coach! Nhắn nhủ team nào? Thoải mái là được anh em. Không gì hôm nay gáp tụi nó rồi. Có gì mà. Đó. Nếu mà hãy, nếu mà bị tâm lý, hãy xem như hết lần kia. Alright guys, this is our Worlds 2023 official game sign. We're gonna get the chairman, Mr. Randy Dobson, to sign it as well because it's his birthday today. And we are gonna give him a special gift. The head of the horse. Okay. Okay. Yay! Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes sir. Nắm tin hả? Đơn giản thôi, thi đấu như đây là trận cuối cùng của bọn em. Yeah. Yep. Thử tên anh em. Tin. Yeah. Chỉ cần là chính mình. Yes. Cố gắng anh em thôi, hết sức. Hết sức. Yeah. Thế thôi nha. 1, 2, 3, go! Alright
GAM fam, it is do or die today on the world stage for us as we go up against Team Liquid from NA. It's David versus Goliath. If you guys didn't know, Levy's not feeling the best, but we told him about MJ, Michael Jordan's flu game, where he scored 63 points in an amazing performance. But you know what? I know Captain Levy always steps up to the plate. So let's make sure we deliver for our GAM fam today. So let's celebrate. Go GAM. Let's win it. Today's Randy's birthday, guys. No pressure, but we got to give him the best gift ever, and that would be a win. A win. Come on. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Chung kết Thế giới 2023 và đây là ngày thi đấu thứ 5 của vòng thể thức Thụy Sĩ. Và đây sẽ là một ngày mà vừa rồi trang chủ của VCS cũng đã đăng lên một cái teaser sinh mạng cuối cùng. Đúng là như vậy, không còn đường lùi dành cho cả hai team ở trong cặp thi đấu ngày hôm nay. GAM hoặc là Team Liquid bắt buộc phải giành chiến thắng nếu như họ muốn nuôi. Sinh mạng cuối cùng, ngày mà không còn đường lùi nữa, đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Team Liquid và GAM Esports, nơi mà cả hai phải tìm lại nguồn ánh sáng để nuôi được cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Và chào mừng các bạn đã trở lại với trận đấu đầu tiên, ván đấu thứ nhất trong cặp BO3 giữa Team Liquid và GAM Esports. Nhưng Fiosix thì làm điều ngược lại, anh ta muốn băng trụ dòng này đi chấm với người kia ra. Anh ta thải mưa tên lửa ra, nhưng đó là quá nhiệt, đánh thương liên tục. Fiosix mất tốc biển, tuy nhiên vẫn phải nằm xuống. Có thể sẽ có một pha tổ chức tấn công khu vực trên, quyền lực thiên nhiên được tung ra. Và mục tiêu đó là ai bay, và đó là KT nhảy lên. Anh ta bị tấn công, anh ta thấp máu quá rồi. KT có thể sẽ bị hạ gục, Palette tới hỗ trợ. Và KT vẫn còn sống, dịch chuyển ngược trở lại. ABA tốc biến lên, anh ta bị thiêu đốt, vẫn chưa được chạm vào người của KT. Và KT bắn ngược trở lại, hai mạng đổi cho nhau. Ra cả đồng tay của Palette đang tìm góc. Đấy, quyền lực thiên nhiên được tung ra, góc đẹp rồi Palette ơi. Tuy nhiên anh ta bị dính một cú lệnh sông âm và Palette nằm ngay lập tức. Ngược lại Crozet cũng đi, và A3 đi rồi. Slayer được bắn, tấn công vào đó chính là Summit, nhưng quay ngược lại để ăn rồng, và rồng hồi máu. Bioshock lao vào, dòng này đi chấn được hai người. KT nhảy đi, ngược lại view kia, Summit không làm được gì cả. Và Bioshock đã nằm rồi, liệu rằng Afe đồng tay của dân làm được gì không? Slayer như điện, Slayer được bắn, Levi trói chân được, và Summit có thể sẽ nằm. KT lao lên, anh ta đẩy ngược ra, Gian mất tốc biến, tuy nhiên Gian cũng nằm. Đây chính là cái thế mà GAM cần phải triển khai, phải luôn luôn có người đứng sau KT để anh ta đẩy mưa tên lửa xả ra. Quyền lực thiên nhiên cũng đồng thời như thế, mất tốc biến đến từ Coin đây, và Bioshock combo không trúng ai cả. Không trúng ai người, vừa xây ra bắn hết, và đó chính là GAM, họ đang tiến lên. ABA là nạn nhân tiếp theo, xây hết, Levi lao vào, và đó chính là KT và Shader bắn toàn bộ đội đối phương. Bioshock là người cuối cùng. Và chiến thắng dành cho GAM Esports quá hoàn hảo ở phút thứ 29 của ván thi đấu này. Tỷ số là 1-0 dành cho GAM. One, tập trung. Đẩy ghế lại. Nice sir. Chưa xong việc. Nước hả Khánh ơi? Đây. Nước vào. Cái đội hình của mình nó có một cái là đội hình này á, mấy con tướng của anh em chơi á là thoải mái cho anh em rồi. Xong rồi tụi nó cũng dạng là cũng không có được với lại cái đội hình của mình á. Nên là đầu trận á, muốn nói anh em tập trung cái chỗ cái đầu này. Bỏ cái mạng của phê hơi ẩu đi nha. À đâu, chưa tới mạng phê đây nè, khúc này nè. Khúc này anh em mình có tính rồng sớm được không? Kiểu 5 phút nè, anh em là cái chỗ yêu trụ nè. Thì anh em mình hai cái đó cộng lại phải ra con rồng. Đội hình kiểu vậy thì mình ra cam trước. Ừ. Đó. Ừ. Lúc anh nói là anh cũng farm. Giống như cái pha trên dù em không có đó, không có tôi. Mà giờ thấy thằng kia sau lưng rồi. Khi mà nó không lát thì quýnh từ. Tao nha, mà để lại cho tao em. Chỗ đó. Qua ở. Why we have one more, just one more. Job is not done. Chưa xong, tập trung. One more. Hôm nay là sinh nhật của anh Randy. Randy nói là nếu thắng á, anh Randy sẽ tặng 50 triệu. And also, anh sẽ mua cái áo jacket của chú kết thế giới cho tất cả mọi người. Let's go, one more, stay focused. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với ván thi đấu thứ 2 trong cuộc đối đầu giữa GAM Esports và Team Liquid.
Tỷ số hiện tại là 1-0 dành cho Gabi Sport. Ở ván chơi thi đấu đầu tiên chúng ta vẫn có một vài vết sức nhỏ thôi, nhưng chúng ta tạm thời bỏ qua nó một bên đi, gọi là khởi động đi. Và ở những team fight quan trọng, những giao tranh quan trọng, chúng ta đã xuất sắc đả bại đối phương và từ đó giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Và chỉ cần một ván nữa thôi, chúng ta sẽ đả bại Team Liquid và tiến họ ra sân bài. Và ngay bây giờ, ván thi đấu thứ hai trong cuộc BO3 của Gami Sport và Team Liquid đã chính thức bắt đầu. Chúng ta chỉ còn cắt được vào vòng trong một ván nữa mà thôi. Cố lên nào Gami Sport. Kiaia là người di chuyển trước, nhưng đây là 3-2. Và cả là Rakan cũng tới. KT bị bắt lại khi anh ta bị làm choáng. Anh ta bị hất tung bởi nổ hoa. Và KT đang cố gắng bỏ chạy, bị làm chậm. Tốc biến lên bởi Biosic. Biosic bị giật được trở lên bởi cái bắt tay. Kiaia tới. Bão xăm xe được tung ra. Và tả xuống ngủ đầu. ABA là người nằm xuống. Biosic bị kẹt lại. Thần cá sâu được bật lên. Nhưng đây là thần cá đuối. Và ta phải chạy. Team Liquid đang cố gắng bỏ chạy. Quét tan kẻ yếu. Và người bị đắp. Đó chính là Biosic. Bắt buộc phải tung ra cửa cứu sinh. Và đứng gần trụ có lẽ sẽ Biosic sẽ được lùi về trong pha vừa rồi. Nhưng Gami Sport họ gỡ được trong pha này. A3 từ nãy đến giờ anh ta đang di chuyển không bóng. A3 lên khu vực trên, thần cá sấu được bật ra. Dịch chuyển đến từ KT, 2-2. Bão sấm sét giật cá sấu cháy đen rồi. Và cá sấu tốc biến. Nhưng đó là bùng nổ sức mạnh. Khu vực dưới cũng đang có giao tranh. Ballet của Slater tấn vào quay dây. Chiêu cuối được tung ra để né đi chiêu cuối của Ballet. Máu sẽ là cái thời điểm mà Saya sẽ thu long lại. Levi cần phải làm thật kỹ. Anh ta lao vào muốn cướp Baron, cướp được không? Cướp được Baron dành cho Levi. Tuyệt vời. Cuối cùng họ để ngưỡng máu khoảng 1.600 thì sau đó Levi mới lao vào. Nhưng ở đây đó là tả xuống một đột tấn công thẳng người Biosic. Biosic bật cửa cứu sinh lên và Levi đang bị giữ chân lại. Kia tới sẵn sàng một chiêu cuối. Chiêu cuối Ballet rất đẹp, giữ chân được nhiều người, sát thương lực chưa đủ. Nổ hoa hủy diệt tiếp sau. Slater cùng với KT đã nằm rồi. Kia là người bị nhắm tiếp theo. Team Liquid họ hủy diệt Gam hoàn toàn. Lúc đó nghe đã nói rồi mà lúc đó lại không nhớ con gì hết. Cho bà lỗ. Bỏ Vigo băng kêu rẹt tắt bỏ Vigo là mấy cái gì. Điểm mà chúng ta yếu nhất kia ra à. Anh ta đã hất tung được một người về và đó là có Levi lên và tấn công Summit. Summit mất tốc biến, Levi đứng đây hậu thuẫn. Kia ra không sợ và đây cũng là thành công rồi, nhưng bây giờ quyết định quay trở lại lên luôn. Summit quyết định là tấn công, mất tốc biến từ Kia ra. Anh ta sẵn sàng một tướng V3 nhưng nó không trúng ai cả và Kia ra gặp nguy hiểm. Levi không có bùa đỏ nhưng đầu nắm tay không thể khỏe được. Levi ta bị lập trách. Phát dành cho Kia ra, rất tuyệt vời. Kia ra double kill quay đi. Và sẵn sàng tung thành công. Double kill dành cho chiến đoàn của chúng ta. Và bây giờ hình như là có một con mắt rồi. Đi qua, Gam đang lùi lại và Summit đang cố gắng chạy. Dịch chuyển của Kiaia đâu? Dịch chuyển, Kiaia dịch chuyển. Đó là dịch chuyển tập trung đủ 5 người rồi. Bộ pháp thần tốc được bung ra và hất tung được rất nhiều người. Kill kích và bên phía của Team Liquid đang lao vào. Nhưng Levi đang xoáy rất nhiều người. Kiaia được bắn, Kiaia được chơi. Summit đang lùi ba lép, Summit bị đẩy ngược lại. Summit đã nằm. Double kill dành cho Levi. Phát hiện được chưa? Cắm mắt tím, thấy bộ la bàn ném hụt và xoáy vào người của Yen. Liên tục tấn công, có dịch chuyển, chưa thấp máu, mất mạng nó sẽ tụ để chạy. Và ta mất cả tất cả những gì có thể. Và phía bên kia, Slayer được bắn, đã có mạng đầu tiên. Người đầu tiên nằm xuống đó chính là ABA và tiếp tục là QQ3, nhưng nó không thành công. Kia ra phòng ngự của vùng đường trên, bật máy quét, sẽ phát hiện được Kia đây. Anh ta muốn cân hại, chàng này dính hung gió rồi. Nhưng kháng phép vô cùng nhiều, liên tục làm chậm. Thần khí tung hô, hất tung được về. Và đó là chơi khô máu chưa được tung ra, đẩy qua rồi. Liên tục lướt, và anh ta sẽ tấn công người ABA. Không còn phiêu,
solo kill dành kia. Đó là rare của bạn em tới. Xin ra đây tới. Là ai? Xin ra cho tay Katie. Katie đã tới rồi. Xin ra tên C. Và Levi bị tấn công, anh ta bị bố đá băng. Và lao vào, đó là rare của tay Wallet, góp rất nhiều người. Quay tay lóc xoáy, quét tan kẻ yếu. Tất cả những gì tinh hoa của Gamisport đều được tung ra. Và Summit triple kill dành cho Levi. Và triple kill dành cho Levi ở trong tình huống này. Tình huống bây giờ là người Slater còn đủ công cụ, Gam còn đủ công cụ để có thể end ván thi đấu này. Ngưỡng cửa đang được mở ra. Gorey lao vào, anh ta đang hất tung được hai người. Nhưng phía ngược lại, Violet và Katie Gia đánh tất cả những thứ. Gia anh ta vẫn đang đánh. Nhưng Summit quá yêu ớt. Và Gam Esports họ sẽ chiến thắng ở cặp BO3 này. Let's go! Let's go! Sẽ là chiến thắng dành cho Gam, họ sẽ bước tiếp vào vòng 1-2. Một chiến thắng rất nhọc nhằn, nhưng ở ván thi đấu thứ ba này chúng ta đã có được một đội hình đẹp, chúng ta đã triển khai đúng với điều kiện thắng, và ở những thời điểm quan trọng nhất chúng ta có những tố chất của ngôi sao. Và Gamisport đã đả bại Team Liquid để tiễn Team Liquid về với sân bay, về với Nearport. Và yeah, chúng ta sẽ bước tới vòng 1-2. Đảm bảo là Team Liquid từ bữa tới giờ họ có rất nhiều thời gian để có thể suy nghĩ những cái đường để có thể đánh. Những cái đường họ nhìn thấy là cái đường gần nhất từ khách sạn và sân bay. Và hôm nay họ sẽ đi cái đường đó mà thôi. Chúc mừng Gamisport, chúc mừng tập thể của Gam. Họ đã có chiến thắng, đây là cơ hội. Có thể các bạn không thắng được vòng sau, nhưng màn trình diễn hôm nay quá tuyệt vời. We are still alive, baby! Let's go! Yeah, let's go! So proud of you, baby. Clear the room, please! Yeah. Let's go, let's go! Đầu tiên thì hôm nay là sinh nhật của sếp em, Randy Dodson. Thì em xin chúc mừng sinh nhật của sếp. Và đối với chiến thắng thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc cho cả đội. This is an MJ food member. He is a food so. I'm about to go in there and get Slater, carry him, throw him up like a baby, and celebrate, because we just won. You guys are our good luck charm. It's good luck. Mọi người vào đi. Yeah, yo. Hey, bro. Từ sân tây bắn ba xem đã gì đâu. Sương sương. Sương sương. Chị ơi, chụp hình cho em. Chị cứ chụp. Vận động nữa. Vận động ké luôn. Đây là chúng ta có kho nhai mới. Ốm mà gánh quá. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng phỏng vấn Slater xem cảm xúc của Slater sau trận đấu này như thế nào nhé. Ok, vậy sau trận đấu này Slater hiện tại cảm xúc như thế nào? Đầu tiên thì xin gửi lời chào đến mọi người đang theo dõi video này. Thì cảm xúc hiện tại của mình cũng như là team thì đang cảm thấy phần nào chút bỏ được gánh nặng của tâm lý của những trận đấu trước khi mà thi đấu không tốt. Thì hôm nay tuy là vẫn có nhiều lỗi nhưng mà team mình cũng đã thi đấu tốt hơn và đoàn kết hơn.
thì mình mong là những trận đấu tới thì bọn mình sẽ làm tốt hơn và có thể giành chiến thắng cho PCS. Ok, vậy theo đơn nhìn thấy thì team mình đã cải thiện phần nào nhiều nhất sau hai trận thất bại vừa rồi để tiến tới trận đấu ngày hôm nay? Mình nghĩ vấn đề lớn nhất là vấn đề giao tiếp, còn lại là tự tin. Vấn đề giao tiếp thì trận đấu này tụi mình cũng giao tiếp tốt hơn và gọi là rõ ràng, có mục đích, có chủ đích và muốn làm gì thì cũng sẽ nói ra. Còn những trận đấu thua thì hầu như là một là mình muốn làm nhiều thứ quá, thành ra mình fail, hai là mình không làm gì cả thì mình thua. Ở ván 2 thì Slider đã pick con bài Draven. Thì đây là một con bài ngẫu hứng hay là Đơ đã chuẩn bị trước cho con bài Draven này? Thì lúc mà họp bên pick ở team thì Đơ có đưa ra ý kiến là nếu như mà bên họ pick Saya thì mình sẽ chơi Draven và bot mình sẽ có lợi thế khá là nhiều. Trong trận đấu thì mình cũng có lợi thế nhiều ở bot, nhưng mà một pha giao tranh quan trọng làm cho team mình bị thua, dẫn đến trận đấu đó không có vận hành được đội hình. Ok, vậy tiếp theo thì mình cũng sẽ có một trận bo 3 nữa. Thì Đơ có tự tin tiến tới vòng đấu tiếp theo chưa? Mình nghĩ đây cũng mấy trận đấu còn lại thì trận đấu nào cũng gọi là trận đấu quyết định hết á. Mình thắng thì mình đánh tiếp, thua thì mình phải về. Cho nên là mình phải luôn tự tin và thể hiện tốt được cái khả năng cũng như là tinh thần của đồng đội. Cho nên là mình sẽ cố gắng tự tin và giúp cho team chiến thắng. Lần cuối cùng thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi Gam. Cho dù bọn mình thi đấu không tốt thì mình nghĩ là khi mà mọi người cổ vũ cho mình thì cũng như team thì cả hai sẽ thi đấu tốt hơn và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Oh, okay, so how do you think about Gam gifts for you today, a victory against Team Liquid? It was the best birthday present they could possibly have given me. We had a meeting yesterday and I said, guys, the best present you could give me is to go out and win. And if you guys will go out and win, then we're going to take everybody out for dinner, we're going to get everybody jackets, and we're going to celebrate as a team. And it was fantastic. They did an amazing job. They executed perfectly. I couldn't be any happier. Okay, so the team has two losses recently, so they have come back and have a great performance today. So you think what is their like advancement throughout the Swiss play? Yeah, so you know, it was interesting. The team, they had the two losses. Obviously, there was some internal conflict, and so we took the team to the Emperor's Palace, and we went out to the King's Garden, and we sat down and talked with them, and they all got to communicate. We did our meditation together. Everybody opened up, and we reconnected, and they came back, and they played like champions. They got into their king state, and they played like kings. So it was absolutely fantastic to see. So today we play at the KBS Arena for the Swiss stage. So how you feel about the energy here? It was, I mean, come on, man. We're in the Swiss stage. This is amazing. Gam, my birthday, and we won. I'm loving this. This is an amazing day. This is the greatest time. TK and the team are doing an amazing job. The players absolutely rocked it, and the fans were screaming and cheering. So it was electrifying and totally exciting. I loved it. So, okay, thank you. Happy birthday. Thank you. Yeah. All right, guys, so we made a promise to the team that if they won today, we would be getting them these Worlds 2023 limited edition collector Letterman jackets. So we're gonna do that right now. So everybody for the whole team, that's 7 players, 2 coaches. Thank you. Mr. What's the number 12 for? What's it called? Thank you. So we are doing an event. You overall 100,000 won. You can get one film page matchup. One page for free. Mm. Yeah. She can get it for you. Yeah. That's fine. That's fine. It's okay. It's okay to do this. Okay, so Mr. GM, it's only on the arms that you would worry about for palette, right? So probably yours medium and large. Get him an N. You're a lock, right? Thank you. So palette would be M. I think Levi's M for sure. That's bigger. He's kind of my size. Yeah, your size. Good. I don't think anybody besides palette should be bigger than that. Oh.
don't know if Palette should be an L or M. No. Just, but I think Palette likes wearing big clothes, right? Yeah, but M is... Oh, like you. I don't think Palette's going to be... Bigger than that? Not bigger than that? I just worry about Zin and Ray. Probably. Yeah. Is that kind of a husky dude? So how about Zin is kind of... I would get him a medium. Medium. But if we not do this out, if we don't open it, can we? Thank you. Alright, thank you guys. Thank you guys. Alright, Izumin, lead the way. Yeah, let me lead the way. I want to lead my best birthday is giving away birthday presents on my birthday. Let's call him Santa. Ladies and gentlemen, GAM Esports, congratulations on a historic win today. I got it. Bây giờ chắc là mình nên hát một bài sinh nhật cho anh Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. As hell, but when it come time, they call the law. And I really do rock with me, so tell me why the hell I need y'all applause. Good God, y'all lame as hell. Better stick to your lane as well. Look like you. Anh em ơi. Yeah. Đầu tiên là anh giống như anh TK và anh Randy đã hứa, thế là mọi người đánh chiến thắng trong trận Team Liquid thì sẽ có thưởng. Đó, bây giờ thì anh sẽ để cho các anh tặng thưởng cho mọi người. Go. Yes. Yes. Since you guys gave me such a great birthday present by sending Team Liquid home, I promise I give you a little bit of shopping money. You guys can go have fun, right? We're here, ready. And then, you know, kia đâu một hai ba. Okay, sorry. No, I just want you guys to go have fun, blow off some steam, buy some gifts for your family and friends, and then just great job, guys. Yeah, have some fun. Yes. So take care of your health. You know, make sure we need to take care of Captain Levy. Thì mình cần mọi người đoàn kết càng nhiều hơn để làm sao để mình cũng support Captain của mình trong cái thời gian này để bạn cũng quay lại sức khỏe tốt hơn. So let's keep going, guys. Stay healthy. Yeah. Get rested, and just remember unity. Yes. Unity. Yes. So have fun in your scrim. We just saw Mad Lions. They're scared. And then you might up, yeah? Yeah? Yeah. All right, guys, enjoy. We in? We'll have that game, guys. You, yeah. 1, 2, 3. Yep, okay. Yeah. 1, 2, 3, GAM! These niggas talk tough as hell, but when it come time, they call the law. And I really do rock with me, so tell me why the hell I need y'all applause. Good God, y'all lame as hell, better stick to your lane. Cái đêm trước hôm đêm hôm qua mới ác, đêm trước hôm đêm hôm qua em kiểu ngủ đêm tỉnh hơn chục lần. Thở bị đau mũi. Sốt mà. Dẫn các em đi chuyển nước. Nói gì đi hết quá. Xài quá nhiều năng lượng. Đánh lưu bị đánh sâu rồi. Trời ơi, qua
và nghe cái lúc mic check anh nói không ra hơi mà anh vẫn phải cố nói. Ở Việt Nam chưa chuyển nước bao giờ? Chưa nhớ bao giờ. Thật đấy. Anh lúc nào anh cảm thấy anh sắp hẻo anh sẽ tự đi bệnh viện để chuyển nước. So, để ý cái ngôn ngữ mình đang dùng để làm sao để mình khi nào cũng là đưa các bạn một cái cách tự tin. You know what I mean? Because I know when we go up against, you know, all these bigger teams, it's like, those little things that you say make a difference in the belief that you have, right? It's very important that it has to come from us first, right? We'll never know. But if we have that belief and we work together, I'm very confident, I know that we can achieve some amazing things together. We just showed it yesterday. You guys fucking destroyed them in the third game. I was like, what the fuck is happening? Who's playing right now? Em Sang. Từ đâu đến? Em Phê. Mỗi thằng một buồng lắm. Em Trung. Em Trung. Ổn, cũng đứng còn nhảy luôn nè. Ai mà dấu hiệu co giật thì bảo anh nhá, gọi bác sĩ.